Hello anh em, xin lỗi anh em, hôm nay mình giọng mình không được tốt lắm. Như anh em có nhớ lần trước mình đã làm cái video về một chiếc loa rất nhỏ tên là Divoom Bluetooth Pin. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một chiếc loa đến từ thương hiệu JBL và Harman. Vậy thì đây là chiếc anh em mà mình chưa thấy bên nào làm review hay là làm video về cả, đó là JBL Clip 3. Đây là hộp. Đó, hộp sản phẩm này. Trước bên tay mình đang có đây là màu smoke gray, có nghĩa là xám khói. Sở hữu cái tên clip, có nghĩa là móc treo và gạt nút lên như này để làm móc treo ở đâu bất kỳ đâu. Ok, giờ mở hộp ra. Đó. Đây đằng sau chúng ta có phiếu bảo hành và giấy sử dụng chính hãng của JBL. Vâng, và phụ kiện là ở dưới đáy nó hộp này bạn nhé. Không có một cái dây sạc hết, chẳng có gì cả. Ok, đã gỡ xong. Đây là sản phẩm của chúng ta, có tem mác đầy đủ từ thương hiệu JBL. Đây, thương hiệu chính hãng của PGI. Đó, mặt trước thì có cái logo JBL bằng kim loại sáng bóng. Còn phần này là phần củ loa. Đây, nút bấm các bạn nhé, bấm vào đây rất là mềm, không cứng đâu, không cứng tí nào đâu. Đây là cái móc của chúng ta này. Đó, vì thế chúng ta gọi đây là clip. Đó, các bạn nhìn rõ không ạ? Và chiếc loa này thì nó có cổng sạc, cổng kết nối ở dưới này. Đó, bên này là nút kết nối Bluetooth và cái nút bật. Vậy là hết rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng ở đây mình đã có sẵn kết nối Bluetooth ở đây. Mình sẽ cùng thử xem nhé. Bật này. Đó, nó có tiếng kêu, nó có đèn ở trên này. Bạn thấy không? Rồi, ấn Bluetooth thử nhá. Rồi, đang có kết nối đấy. Thử nào. Rồi, chúng ta bắt được JBL Clip 3 ngay đây. Đã kết nối. Các bạn nghe tiếng của nó không? Rất là hay. Còn, ok, ta đã cùng thử bật một vài điệu nhạc xem sao nhá. Rồi bài hát xem sao. Còn đây là cái thư mục mà mình dùng để làm video cho các bạn mỗi ngày đây. Và đây là những đoạn nhạc mình hay làm. Thì mình sẽ thử bật Fun Time vì bài này nó có giai điệu vui. Và đang thử bật đây. Và các bạn thấy sao ạ? Mình làm tiếng lên hết cỡ. Là mình không thể tăng tiếng hết cỡ được vì là mình sẽ bị lấn át giọng mất. Đây là một chiếc loa rất hợp cho công việc ngoài trời. Vâng, mức âm lượng bây giờ là 73/100. Tiếp theo sẽ là bài The Improve. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen. Ah!
anh mới chuyển bài rồi, ba bài sau tôi mới đi. Oh, thật là mình đã không nghĩ rằng là âm lượng nó sẽ lớn như thế. Vâng, về trải nghiệm của mình vừa rồi đã cho thấy là chiếc loa này đáng tiền từng đồng tiền một. Nó vừa âm lượng lớn này, vừa có âm bass tốt và nảy, vừa có tiếng trống rất là dứt khoát và rõ ràng. Âm mid và âm treble tái tác tốt, rất là tốt, trung thực. Mình phải nói là không chỉ đơn giản như là một chiếc loa để thay thế cho loa điện thoại hay là loa của laptop nữa, mà đây đã là một một sự nâng cấp quá lớn rồi. Anh em nào mà muốn sở hữu chiếc loa này thì nói thật là bạn có thể dùng cho bất kỳ việc gì, kể cả việc đi ra ngoài này, đi nghe nhạc, đi du ca, đi tập nhảy, hay là bất kỳ việc gì mà các bạn cần một dàn âm thanh ở ngoài trời với mức giá tiền không quá cao, thì đây là một phương pháp cực hiệu quả để các bạn có thể sử dụng đến trong vòng 4-5 năm nữa cũng được. Vì mình nghĩ rằng với cái sự kề bền bỉ như này, nó khung kim loại ở ngoài này đó, và lót cao su, đệm cao su chống va đập đó, phần này nữa là phần đế chống va đập này, cùng với cái móc treo này, các bạn có thể treo lên cành cây hay là treo lên dây phơi quần áo hay là treo bất kỳ đâu mà các bạn muốn, có bề mặt nó dơ như này là treo được rồi đó, thì nó rất là hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Chứ còn trong nhà thì mình khuyên là các bạn nên để âm lượng bén một chút thì sẽ nghe được tốt hơn, trải nghiệm an toàn hơn. Vâng, vậy là bài review của mình đây là hết rồi, và xin mọi người thông cảm là giọng của mình hôm nay không được tốt lắm. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì sao bạn không đến thử trực tiếp tại Stereo Shop để trải nghiệm. Chúng mình luôn luôn chào đón các bạn trải nghiệm sản phẩm, và hãy nhớ rằng khi mua bất kỳ sản phẩm nào các bạn đều được bảo hành chính hãng 100% hết nhé.